Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về cái gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời và những hoạt động vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại giá trị đạo đức của dân tộc. Tại Thừa Thiên Huế cũng đã có không ít cảnh đời gia đình vì có con em, vợ chồng, người thân mù quáng đi theo sự dụ dỗ, lôi kéo số đối tượng trong hội thánh này, dẫn đến sự ly tán, phá vỡ sự bình yên hạnh phúc của không ít bao gia đình. Phóng sự sau của phóng viên truyền hình An ninh TV sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về sự việc này. Liên tục trong những ngày gần đây, phóng viên An ninh TV nhận thông tin tố giác của nhân dân về việc có một số đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của con em họ, dụ dỗ lôi kéo, đi theo cái gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời. Lần theo đơn thư tố cáo, chúng tôi đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Nờ và bà Hà Thị Lờ ở huyện Phú Vang. Sau một ngày ngập lặng trên sông nước để mưu sinh nghề nuôi cá và khai thác cát sàn, trời tối mịt, ông bà mới về đến nhà. Vất vả sau một ngày làm việc, ông bà thẫn thờ, buồn rầu kể về việc con gái ông bà tên Tê không biết uống phải bùa mê thuốc lũ thế nào, đi làm về nhà có biểu hiện rất khác thường. Khi biết con gái mình bị số đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo đi theo hội thánh của Đức Chúa Trời, khuyên con không nghe, bất lực, cùng đường, ông phải nhốt con lại trong phòng, cách ly để mong con hồi tâm chuyển ý. Đồng thời viết đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ con gái của ông ra khỏi những tấm khăn trùm ma mị. Tôi khuyên con, tôi dị sợ lắm. Hỏi em ấy nè, sinh con, sinh bưởi, sinh bông mà biết để ngọt, để chúa. Rồi con tôi xuống đây, tôi làm ăn, tôi khuyên con, tôi cổ vờ trong cho đến người. Đừng làm chúa, chú cha mà tôi thương thực lắm. Bác càng ngày càng máu cha máu chạy. Cùng chung hoàn cảnh với ông N, bà L, vợ chồng chị A, anh B còn đau khổ gấp bội phần khi con trai của mình từ một đứa con ngoan trò giỏi, biết vâng lời cha mẹ thầy cô, bỗng nhiên bỏ học, nói gì cũng không nghe. Cứ quay cuồng, ảo tưởng, bi quan, lo lắng, mở miệng ra là ngày tận thế, Đức Chúa Trời mẹ. Đau lòng hơn khi con trai anh chị từng là học sinh giỏi, lớp trưởng của một trường phổ thông trung học trên địa bàn. Nhưng từ khi bị lôi kéo theo hội thánh của Đức Chúa Trời đã tụt dốc không phanh về học tập, bỏ học đi lang thang bất định, đi bằng bánh lấy tiền nộp cho hội thánh. Rất lo lắng và buồn. Vì mình nghĩ mình sinh ra một đứa con đã rất khổ. Nuôi cháu lớn lên càng khổ hơn nữa. Đến bây giờ là giống như mất tất cả. Mình không những mất con mà tương lai của con cũng mất luôn. Theo những lá đơn kêu cứu, chúng tôi đến với huyện Quảng Điền gặp ông Lê Bá C. Nỗi đau buồn hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông hơn 50 năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ông cho biết đứa con gái tên T đi lấy chồng bao nhiêu năm trên thành phố Huế, bỗng nhiên quay về kéo theo một số đối tượng khác tỷ tê lôi kéo thế nào mà cả mẹ là bà Cao Thị Hát và hai em trai là Lê Bá Tê và Lê Bá Dê đi theo hội thánh của Đức Chúa Trời. Bỏ chồng bỏ cha mấy mẹ con đi biệt. Buồn đau hơn khi anh trai của bà Cao Thị Hát qua đời, bà Hát và cả con của ông C cũng không về chịu tang. Nỗi đau tăng lên bội phần khi mẹ của bà Hát là Nguyễn Thị Ca, năm nay 87 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà quản hưu nhưng bà Hát cũng bỏ mặc. Mà chị tôi ở đây viện á, không sợ mà trường bỏ tôi đi. Về lôi kẹo vợ tôi với con tôi đi, nhưng sau thời gian cấm và coi như về đây tôi cấm sống coi như là rồi bằng rục lên trên Huế, lần sinh hoạt trên nữa. Đi đâu rồi đem theo coi như là mấy đứa ông trai, vì cộng thêm chỗ nội chỗ ngoài chiên, đem đi hết. Đi theo cái hội thánh Đức Chúa Trời nữa. Bỏ đi rồi coi như là mẹ gia con ba mẹ đó coi như là đến khi coi như là không chăm nom mẹ gia đó chứ hết. Còn ông anh mà coi như chết ở Quy Nhơn cũng không vô, không làm tang làm đâu chứ hết. Và hàng trăm hàng nghìn gia đình khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước đang chịu chung số phận bi thương khi có con em người thân đi theo cái gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nguy hiểm hơn, hội thánh này đang xâm nhập sâu vào học sinh, sinh viên, lôi kéo, dụ dỗ số này bỏ học. Không ít người còn có biểu hiện xa lánh người thân, đập phá bàn thờ tổ tiên, mơ mơ, tỉnh tỉnh. Vậy thực chất của cái gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời là gì? Đây có lẽ là vấn đề không ít người quan tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này đến quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.